Nam Yakult thương hiệu lâu đời, hơn 80 năm đến từ Nhật Bản. Nghiên cứu Yakult công trình khoa học, cả thế giới tin yêu 40 triệu trái mỗi ngày. Trẻ con vẫn mê đắm, người lớn cũng yêu lắm, đường ruột và sức đầy kháng yên tâm. Nhà ta vẫn như thế, tuần nào cũng như thế, để mọi ngày khỏe mạnh cùng Yakult. Mỗi ngày Yakult, mỗi ngày khỏe mạnh. Đổi mới sáng tạo đang được xem là một trong những công cụ đắc lực, tiềm năng nhất để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây cũng đang là xu hướng tất yếu và là yếu tố mang tính sống còn giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững. Hiện đại hóa sản xuất, xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, doanh nghiệp này đã tiên phong đầu tư, phát triển các dự án điện gió ngoài khơi và cung cấp các dịch vụ đi kèm để tạo ra chuỗi giá trị của dự án điện gió chuyên nghiệp bao gồm từ khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh khi vòng đời của một dự án điện gió ngoài khơi kéo dài từ 15 đến 20 năm. Tiên phong tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới đã mang về cho doanh nghiệp nhiều dự án giá trị lớn trên 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam chúng ta cũng giống như các quốc gia trên thế giới cũng đã có những cái cam kết mạnh mẽ. Đến 2050 thì chúng ta sẽ đạt được cái zero carbon. Với cái mục tiêu, mục đích, thời điểm rõ ràng như vậy thì cái việc chuyển dịch năng lượng là tất yếu. Với PTC là một cái doanh nghiệp phục vụ cái ngành dầu khí ngoài khơi, thế mạnh của chúng tôi là ngoài khơi, cho nên chúng tôi cũng lựa chọn cái năng lượng tái tạo ngoài khơi là cái hướng đi mới của mình, và chúng tôi đã đạt được kết quả ban đầu rất là khả quan. Chúng tôi đã đạt cái tổng số các cái hợp đồng đã ký kết với tổng giá trị là hơn 1 tỷ đô la. Đổi mới công nghệ sản xuất và sử dụng nguyên liệu mới đã giúp doanh nghiệp này tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng như bê tông khí, kính lâu y tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt là sản phẩm đá nung kết kích thước lớn có thể thay thế đá tự nhiên, có khả năng tái chế 100% mức tiêu thụ năng lượng sản xuất của sản phẩm chỉ bằng 1/3 so với phương pháp truyền thống. Nghiên cứu để đưa ra các cái dòng sản phẩm mới, cập nhật những cái tính năng mới nhất, ứng dụng những cái công nghệ xanh thân thiện môi trường, giúp cho cái việc mà trong cái quá trình từ sản xuất cho đến ra sản phẩm tới người tiêu dùng luôn luôn là đi theo một cái xu hướng phát triển chung của thế giới, và sẽ đảm bảo rằng là những cái sản phẩm của chúng ta là thân thiện với người sử dụng, thân thiện trong sản xuất và thân thiện với cả môi trường. Rõ ràng đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của người tiêu dùng. Đây cũng được coi là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới, tạo động lực gia tăng giá trị thương hiệu. Nắm bắt được những cái xu thế mới của thị trường, đồng thời cũng phải mạo hiểm, dám đầu tư vào những lĩnh vực mới, thay đổi những quy trình công nghệ, thay đổi những cái thói quen cũ để nắm bắt chuyển sang những cái hướng mới. Và chính nhờ vào cái đổi mới sáng tạo, chính đây là một cái yếu tố tạo ra được cái sự phát triển bứt phá vượt bậc cho bản thân doanh nghiệp, cũng như tạo ra các cái sản phẩm mới đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Theo Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, đổi mới sáng tạo có khả năng đóng góp tới 95% vào mức độ cạnh tranh của nền kinh tế, đóng góp đến 90% cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững.